Rồi. Bây giờ em giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên xin cho em được gửi lời chào trân trọng cũng như là gửi hết tình cảm yêu thương của em đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình trực tiếp cũng như là qua màn ảnh nhỏ. Gửi lời chào đến một nữ yêu hư bên kia. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em tên là đầy đủ là Phan Thị Xuân Ngọc. Năm nay em 33 tuổi rưỡi. Công việc của em hiện tại là em buôn bán, kinh doanh online tự do, quần áo, mỹ phẩm, nước hoa, mắt kính. Em bán khô gà, cơm trái. Coi như kinh doanh tất tần tật. Dạ, tất tần tật. Bách hóa tổng hợp là kiếm dạ, em. Dạ, lao động là vinh quang. Em sinh ra lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Dạ, em tên là Danh Dễ. Dạ, em năm nay là 31 tuổi anh. Em làm công ty ở Đồng Nai, quê em ở Kiên Giang. Ví dụ như xa nhau vậy thì tụi em hẹn hò như thế nào, có ngại không? Dạ, cũng bình thường chị, nếu mà yêu cầu bạn gái thì em cũng qua được mà chị. Cũng gần mà, chỗ nào, đoạn nào em? Em phải chủ động chứ, sao bạn gái chủ động được anh? Ý ảnh là em muốn chừng nào anh tới chừng đó. Dạ, bất kể ngày đêm. Công việc là gì? Bên đây chị Tường chưa nghe rõ không? Dạ là làm công nhân nhưng mà là làm lái xe chị. Lái xe nâng chị, nâng hàng chị. À, em lái nghe xe, là nâng. Xe tăng. Xe tăng đầu lái em. Xe mình nâng. Làm việc là giờ hành chính hay sao em? Dạ em làm hành chính không chị, 8 giờ làm em, 5 giờ em về chị. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì em gái? Em năng động, em sống lạc quan, em thích đi từ thiện, em có thể hát, em có thể làm MC, em có thể pha chế. Em có thể nấu ăn. Tính em thì rất là trẻ con. Có thể là cái tuổi so với lại cái tính cách nó hơi bị trái ngược nhau. Mình trẻ thì mình vui vẻ, mình đẹp đẽ thôi. Nhưng mà nhiều người tại nhìn mình á là cảm nhận mình không chững chạc. Ai người ta hiểu mình thì người ta sẽ dạ, đúng rồi. Chia sẻ và sẽ chấp nhận mình dạ, thôi. Nói chung cô gái em bên kia là một cô gái rất là năng động ha. Rất là giỏi trong cái việc kinh doanh. Rồi á là biết quan tâm mọi người, biết tham gia những cái chương trình xã hội thiện nguyện như vậy tốt rồi. Có những cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì em trai? Em ưu điểm chắc em không có anh. Tài lẻ gì không? Em chắc không. Không có luôn. Dạ. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu chắc nhiều quá. Hơi cọc anh. Nói chuyện bên kia là phải nói chuyện là dễ nghe, nhưng mà đừng có nói chuyện mà khó nghe. Khó nghe, khó nghe. Làm cọc liền hả? Dạ. Bạn gái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Thật sự ra không gọi là mối tình nữa. Tại vì tính em ngay từ đầu em chia sẻ là em trẻ con quá. Mọi người thích em cũng cái điểm bắt đầu. Nhưng mà mọi người lại không thích em cũng từ cái điểm bắt đầu đó luôn. Hai bạn trai. Em có mấy mối tình rồi? Cũng có một mối tình anh. Năm em 22, 23 tuổi đó anh. Em học xong cấp 3 là em đi lính. Đi tới 2 năm rưỡi lận. Đó rồi cô đó nói chắc không được. Thì thôi hả? Sao nó nhạt nhòa chóng vánh quá vậy? Trời đất ơi, vậy đâu có được. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả? Dễ. Dạ em rất là dễ anh. Hiền hậu, kính trên nhường dưới đó anh. Dạ anh ơi, không có hiền hậu mà hơi tăng tăng được không anh? Đó cũng được, có sao đâu. Bên đây lớn hơn bên kia 2 tuổi phải không? Dạ em bình thường chị ơi. Ta nói dễ, rất dễ mà. Cái gì cũng được đúng không? Dạ được hết. Trời ơi, dễ quá nhưng mà sao không ai chịu kỳ vậy ta? Dạ tại vì em làm công ty là nam không chị ơi. Bên đó là dễ ẹt à, còn bên sao mình cũng được, để mình có đưa ta tiêu chí gì không? Em chào anh gái. Chào anh Quyền Linh. À em có món quà gửi tặng anh Quyền Linh. Trời ơi, mới qua có quà rồi ha. Dạ, anh nổi tiếng rất là nhiều trong phim Đồng Tiền Sương Máu. Cảm ơn em nhiều nha. Dễ thương quá. Vấn đề chỗ là em muốn cái người đàn ông như thế nào? Cho em được ước muốn thì em thích người đàn ông của em mạnh mẽ. Mạnh mẽ, anh này mạnh khỏe luôn. Em cần một bầu vai. Vai chắc luôn. Biết yêu thương mọi người, biết chia sẻ. Có không? Và phải có cái có cái tâm. Cái tâm, cái tâm dạ. Tốt ha. Yêu thương em cũng như là yêu thương ông bà cha mẹ của em. Được không ông trai? Dạ được. Có cái điểm này em không thích. Đừng có lừa dối em. Rồi, để chị dạ. Qua chị coi đúng thử coi. Đúng rồi chị Tương. Ở xa vậy, thí dụ như Bắc Rễ được không? Dạ không, cái này em theo chồng thì được. Xuất giá tổng phù. Ở bên đàn trai ha. Hơi rám nắng. Trời, rám quá. Quá rám luôn. Hiện tại làm ngoài nắng không hả? Hồi nhỏ lớn là em vậy đó chị. Ủa, vậy đó hả? Dạ. Nãy tôi tính nói mới đi quân trường 5 rưỡi đen đen chứ đó giờ vậy đó hả? Dạ. 21 lấy nhau về thì mình có cần làm dâu không em? Thì em cũng dễ lắm mà, bên nào ở cũng được mà.
Dạ bây giờ vậy? Nếu mà hẹn hò nhau thì hẹn sao? Đừng nó cũng dễ luôn nha. Giờ em lên bạn gái là em thăm bạn gái được bao lâu được lần? Thì là do bạn chủ động thôi. Chủ nhật là em rảnh. Đó, nếu mà rảnh thì em chạy lên em thăm. Bốn cái chủ nhật? Dạ. Đi vậy chắc đen dữ nữa. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ thưa chị, em đi với lại các cô trong nhóm từ thiện và những người bạn thân của em. À rồi. Dạ. Xin chào Huyền Linh. Dạ. Xin chào chị Cát Tường. Mình là cô của Xuân Lộc. Chuyện mà đi từ thiện đó là lúc nào cũng có Xuân Lộc hết đó. Để nhìn thì rất là chân thật. Với lại được một cái là cao, to. Cái đó là đàn ông như đó là đủ chuẩn rồi. Ở xã hội này kiếm một cái người chân thật rất là khó. Chú rể đó thì ít đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người thì có vẻ như là chưa có thông suốt và nói chuyện cũng chưa có chuẩn. Nhưng mà mình tin rằng với Xuân Lộc thì cái chuyện mà Xuân Lộc sẽ bổ sung những khuyết điểm của chú rể này đó thì rất là tốt. Mình mong cho cháu và cậu thanh niên này đó có cái kết quả tốt đẹp. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi, bạn trai hôm nay mình đi với ai? Dạ, em đi con mình anh. Mình hả? Tội nghiệp không? Ở dưới quê thì em có mấy anh em? Dạ, có hai anh em. Em thứ hai. Còn đứa em kia là? Em gái. Em gái đang làm cái gì? Em gái ở dưới quê mà làm cũng làm công ty anh. Ba mẹ em ở nhà không anh? Là làm ruộng á. Nếu như cái cô gái bên kia cũng đủ bản lĩnh, ví dụ giờ cậu bán hàng online em ship hàng được không? Được, đó dễ mà. Này ship được à, chạy ngoài nắng cũng được, hợp lý lắm mà. Lên phụ ha, bán hàng kinh doanh online là cần những người thân tín để đi giao hàng, đi ship hàng đúng không em? Nói chung thấy tội lắm ha, một thân một mình ở thành phố này, xa gia đình bao lâu mới về lần dễ? Năm về luôn anh. Nhớ nhà không dễ? Ba mẹ khi nào gọi điện lên thăm không? Thôi, chia sẻ với dễ điều này, anh cũng đã từng xa nhà rồi. Mình hiểu được ha. Vấn đề giờ tìm được cái người cùng đồng hành để có thể quên đi những cái nỗi buồn đó ha, dễ ha. Rồi, thôi vui lên nào, cho anh tràng pháo tay cho dễ nào mọi người ha. Dễ rất là xúc động á. Thôi không sao cả ha, rồi. Mình mạnh mẽ lên đàn ông mà. Em có bạn bè thân gì không? Có ít lắm mà. Coi như anh là người nhà đi nha, có anh bên cạnh em. Dạ, rồi dạ. Xong. May mắn. Bây giờ chúng ta mở rào ra cho hai bên nói chuyện đi. Rồi, mở rào. Mạnh mẽ lên. Nào. Chào em. Thôi để em chủ động nha. Cố lên. Cố lên. Đó, đúng rồi. Dạ, xin lên. Phép gửi tặng anh món quà ha. Dạ, thì anh cũng gửi em món quà lại. Vỗ tay. Xin phép gửi tặng cho chị mà một diễn viên mà em yêu quý từ rất rất là lâu nay, chị Cát Tường xinh đẹp. Chị cảm ơn em. Cảm ơn chị Cát Tường. Chị cảm ơn em nha. Không khí nó hơi bị ảm đạm đúng không cả nhà? Mình thay đổi không khí được không ạ? Cho được. Em chàng vỗ tay nữa được không ạ? Xin cảm ơn. Em sẽ dẫn một cái chương trình dành cho thiếu nhi để cho mọi người trẻ trung lại được không ạ? Coi như đây thiếu nhi của em đó. Dạ giờ anh có thể trợ diễn giùm em luôn được không? Được. Bây giờ luôn. Anh là thiếu nhi nhí của em đi, MC nhí của em nha. Rồi anh đứng đi, tưởng tượng là đây là khán giả của mình ha. Em nói gì anh cứ cười thôi, ok. Dạ, dạ lời đầu tiên Xuân Lộc cũng như là bạn MC nhí dễ rất là hân hoan chào đón quý vị phụ huynh cùng với các bạn thiên thần nhỏ đã đến với chương trình Vườn Âm Nhạc trong số đặc biệt chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 ạ. Mời mọi người hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để cho chương trình Vườn Âm Nhạc được bắt đầu ạ. Bạn thân yêu ơi, nhanh chân ta đến nơi này, thăm vườn âm nhạc dịu khi và ly thu. Bạn thân yêu ơi, nơi đây là một sân chơi, bao điều mới lạ của âm thanh đất trời. Xin lỗi ạ. Cảm ơn bạn ạ, cảm ơn MC nhí. Dễ. Bye bye. Trời ơi, em làm gì em bắt tay người ta, cái người ta đưa tay ra cái em rút tay lại là... Bắt tay lại cái nào? Tay cái gì đó. Bình tĩnh cười rồi không? Đẹp trai thì hơi đen chút thôi. Không sao chân á, chân thành lắm. Rồi, chúng ta nói chuyện cứ nghĩ sao nói vậy, không sao chân hả dễ ha? Dạ dạ. Anh có thấy thoải mái hơn chưa? Cười nãy giờ cười cũng nhiều đúng không ạ? Thoải mái lên chứ đúng không? Mà tại sao trong cái khoảng thời gian đó mình không gặp bạn hay sao mà mình không có một cái mối quan hệ để tìm hiểu?
Tại vì da nó cũng hơi ngâm á, nó cũng ngại. Làm công ty là dạ, đàn ông thôi. Dạ, không có một bóng hồng luôn ha anh? Không, không có. Vậy không có lập lờ luôn hả? Có mà, dạ, người dạ, lớn tuổi hết trơn rồi. À vậy là không có thích lớn tuổi đúng không? Ở đây lớn tuổi nè. Mình lớn có 2-3 tuổi đâu có sao. À vậy đó, không sao, không sao mình. Anh cảm về em như thế nào? Thì lần đầu tiên thì cũng tiếp xúc với phụ nữ, thấy em cũng dễ thương, linh hoạt. Cũng chia sẻ với mọi người, đến hiện tại bây giờ em sinh hoạt trong môi trường đoàn đội nên bản thân em có một cái sự dạn dĩ. Cái hoàn cảnh gia đình em không phải như những gì mà em tươi cười như vậy, nhưng mà em cảm thấy là mình là một người sống lạc quan, em yêu đời yêu người nên lúc nào em cũng tươi trẻ hết, đúng không ạ? Anh cho anh vỗ tay. Vỗ tay à. Anh có thể chia sẻ cảm nhận của anh lúc này là như thế nào? Thì bây giờ em nói đi thì anh cảm nhận như sao vậy? Nói chung là bù qua đắp lại cũng được rồi. Thật sự ra khi mà em cảm thấy anh rơi nước mắt như vậy, bản thân em đồng cảm nhiều lắm. Anh thì nghĩ bản thân anh như thế nào? Bên là do em chứ sao giờ anh thì anh... Thường á thì em thích người đàn ông mạnh mẽ, luôn cả cái sự chủ động luôn. Nửa về bên kia làm dạ, chồng bên đây vợ quá. Bây giờ em đặt vấn đề luôn, bây giờ theo em thì anh sẽ làm gì? Nói hỏi đi. Giờ em thì em kinh doanh buôn bán, rồi anh phụ gì được thì anh phụ nha. Được không? Ví dụ như anh có cái tài lẻ nào ngoài cái công việc hiện tại của anh đang làm việc không? Ví dụ như em đang live stream đi, em gửi em nhờ anh vô online live được không? Chắc học quá. Chắc phải học. Học chứ, cái vậy này là phải học. Từ từ, phải có thời gian trao đổi, tìm cô hiểu. Vừa là bạn, vừa có thể là gọi là hướng dẫn em buôn bán kinh doanh, mà anh nghĩ rằng là anh này rất là chịu khó. Dạ. Chịu khó lắm đó. Em cần cái bờ vai cho em nương tựa. Mình mạnh mẽ quá, nhưng mà mình là phái nữ mà đôi lúc mình rất là yếu lòng. Dạ em phải mạnh mẽ lên và ngồi thẳng thớm lên, hoặc là đứng dậy tới nắm tay hát bài này. Không biết hát không? Dạ. Nào đứng lên đi tới đi lui thì cái chứ giờ nó không biết để tay đâu luôn mà. Rồi thoải mái đi. Mà buồn lắm, nhạc nhạc buồn mà. Kể nó buồn mà chơi luôn đây. Trời. Rồi em ngồi đâu? Thì em cứ đứng đây anh ngồi đi luôn đó. Dạ. Rồi bắt đầu. Rồi em hát nha. Rồi bây giờ là cầm món quà lại đi. Ừ đó đúng rồi, cho thoải mái luôn. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em theo sinh lễ tơ hồng. Thì đây anh đang nhắn cỏ, tặng em coi như bó ngỏ lòng. Anh chắc em đã biết. Rồi 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 đó. Dạ cảm ơn bài hát của anh. Mỗi lần mà bạn em buồn em hát bài này, bảo đảm bạn mang vui vậy thôi. Quan trọng trái tim có rung động hay không thôi. Tất cả bỏ qua một bên, cái gì rồi chúng ta không thể làm được. Nhưng nếu con tim không rung động thì chúng ta không thể nào cãi lên nó được cả. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Lý do sao bấm vậy em? Em có bấm mà chắc nút không ăn hay sao? Còn em gái? Dạ em rất là thích bạn này, cũng như là rất là trân trọng khoảng đường xa xôi bạn đến đây. Rất là cảm với bạn rất là nhiều chuyện, cũng như là về cuộc sống của bạn. Về tính cách của bạn rất là hiền, mà em nghĩ em năng động quá, có vẻ là em sẽ không hợp với bạn. Rồi thôi, hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Vui lên dễ ơi, cười tươi lên. Cuộc sống nó còn rất là điều tốt đẹp đang chờ đón mình ở phía trước nha. Thông tin cá nhân của mình trước nha. Họ tên, tuổi nè, công việc, quê quán. Rồi. Họ tên đầy đủ của em là Trần Ngọc Quang. Em sinh ngày 10 tháng 10 năm 1995 ạ. Quê em là Thứ Bảy, Bình Lục, tỉnh Hà Nam ạ. Nghề nghiệp của em hiện tại là em đang là nhân viên kinh doanh ạ. Em ở Hà Nam, em đang làm kinh doanh, em làm công việc gì? Xin lỗi Quang, Quang chờ chị chút xíu nha. Anh gì, anh Quang gì ơi, anh Quang Nguyễn Minh Quang ơi, anh tắt cuộc gọi rồi, là rồi, ok. Ở Nam em, Quang ơi, em tiếp tục đi. Dạ vâng, hiện tại là em đang làm nhân viên kinh doanh về thiết bị điện chị ạ. Là em làm ở Hà Nam luôn hay sao? Em hiện tại là đang làm ở Hà Nội ạ. À, đang làm Hà Nội. Rồi, thế thì chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh mình có vào được không? Dạ, nếu chương trình sắp xếp được thì em cũng vẫn có thể vào được chị ạ. Ừ, rồi, ok. Báo trước bao lâu thì được em? Dạ. Báo trước cho em bao nhiêu lâu thì được?
bác sĩ sẽ an tâm khoảng một tuần gì đó. Một tuần, hai tuần. Mà em làm ở công ty về thiết bị điện hả? Dạ vâng ạ. Rồi em nói về bản thân em đi, những cái điểm mạnh, điểm yếu như thế nào ha? Thì điểm mạnh của em thì nhất là em có quyết đoán trong công việc này. Hay nên là em cũng tự tự chủ được, ví dụ như là các cái công việc là em, hiện tại là bọn em làm, thứ nhất là em cũng kiểu như là mình được tư chính tự lập cao. Tiếp đi em. Vâng. Ngoài ra thì em thì có, ví dụ như là có thể là giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng nghiệp này. Chủ yếu với em thì có thể là tại nấu ăn thì em có thể là nấu các cái món cơ bản, còn ví dụ như là các cái món khó thì có thể là em sẽ học cách khắc phục này. Ngoài ra thì xin lỗi chương trình thì hôm nay là em giọng giọng em nó không được tốt thì em đang bị sạc cúi mất. Không sao đâu em. Rồi em nói tiếp đi về cái tình trường của em trước đây thì như thế nào? Thì trước đây thì em đã từng trải qua hai mối tình. Thì mối tình lâu nhất thì được khoảng 2 năm, còn một mối là khoảng 1 năm. Rồi lý do sao em chia tay? Mỗi khi là mình kiểu như là mình tiếp xúc lâu ngày rồi ấy. Mình thấy đối phương thì cũng có một số các điểm nó không phù hợp với mình ấy, không thể gắn bó được lâu ấy, thì bọn em quyết định chia tay. Là bao lâu rồi em không quen ai? Khoảng 3 tháng nay rồi. Mới 3 tháng thôi đó hả? Rồi, ok, bây giờ em mong muốn tìm kiếm một cô gái như thế nào để phù hợp với mình nha. Bạn có một tính cách dịu dàng này, cũng biết quan tâm đến mọi người. Thì về độ tuổi thì tầm khoảng 95, 97, 99 á. Rồi tiếp đi em, còn yêu cầu gì nữa không? Về khu vực thì phải ở ngoài Hà Nội hay như thế nào? Về khu vực thì quanh khu vực Hà Nội hoặc là Hà Nam. Rồi, ok. Còn yêu cầu gì đặc biệt nữa về cô gái này không em? Dạ, em không ạ. Rồi, ok. Nếu... tuổi tác hay sao? Dạ, sinh năm từ 1997 đến 1999. 97 đến 99 là phải nhỏ hơn em từ 2 tuổi hả? Dạ, vâng. Rồi, em yêu xa được không, quen? Dạ. Em yêu xa được không? Xa thì nếu mà ví dụ như là các bạn ấy quê rồi, ví dụ gần gần bọn em ấy, thì có thể em chấp nhận xa được. Gần gần bọn em mà như đang sống ở Quảng Ninh, Hải Phòng rồi Nam Định này kia được không? Được ạ, vâng. Hà Nội đi cao tốc xuống Hải Phòng mấy hồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ, vâng. Rồi, ok, cảm ơn Quang nha. Dạ vâng ạ, vâng. Alo. Dạ, alo à. Rồi rồi, hello, chào anh Quyền đúng không ạ? Dạ, em Quyền đây ạ. Rồi, chào anh Quyền ha, mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình nè, họ tên, tuổi, rồi hiện tại mình đang làm công việc gì, mình đang sống ở đâu nha. Dạ, em là Trần Lương Quyền ạ, em đây là 33 tuổi ạ, sinh năm 1990 ạ. Em đang ở khu phố 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu ạ. À, Bà Rịa Vũng Tàu, rồi Rịa đã, Quyền đang làm công việc gì ở Bà Rịa Vũng Tàu ha? Dạ em đang đi làm bảo vệ, em làm bảo vệ khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, làm cho bảo vệ dịch vụ Việt Hàn, bảo vệ Việt Hàn. À mình đang làm bảo vệ cho khu công nghiệp Mỹ Xuân đúng không? Dạ khu công nghiệp Mỹ Xuân B1.
Rồi, thì Quyền là quê ở đâu hay là đó là mình ở Vũng Tàu luôn? Dạ, em quê gốc là ở Quảng Trị. Em tại vì trước đi làm phóng ba nhiều quá nên già tiếng Nam nói cho người ta hiểu á chị. Nhưng mà gia đình em là vẫn ở ngoài Quảng Trị hả? Dạ, gia đình em vô đây hết rồi, chứ em đang ở nhà với ba mẹ đấy. Là ở Bà Rịa luôn hay ở ở huyện nào hay là ở thành phố luôn? Dạ, em ở trong khu phố 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ ạ. À ở Phú Mỹ luôn đúng không? Dạ, ở Phú Mỹ luôn ạ. Rồi. Rồi, Quyền này như là có đăng ký chương trình của anh Quyền Linh đúng không? Dạ đúng rồi, em nhớ là 3 4 năm trước em đăng ký chương trình rồi mà chờ đợi chương trình, gọi điện để lên mà không thấy đâu hết à. Tại vì em được lần trước em đăng ký em đến phỏng vấn ở đường Nguyễn Tất Thân ở quận Tứ đó À đã em. lên phỏng vấn lần một rồi đúng không? Dạ đúng rồi à, em đến phỏng vấn rồi, chương trình hẹn về chờ điện thoại mà em chờ 3 4 năm nay mà không thể gọi điện lên, em tưởng đó là không được lên thôi, chứ giờ em đăng ký quá tính luôn nè. Nếu tưởng 3 4 năm rồi là có vợ rồi chứ. Dạ chưa, em đang còn lẻ loi hơn nửa cuộc đời rồi mà chưa có mối tình nào vắt vãi hết à. Chưa có mối tình nào vắt vai luôn. Dạ chưa có mối tình nào vắt vãi nên em nhờ chương trình của gắn gắn kẹp cho em để tìm được một nửa của đời mình. Chưa có mối tình nào vắt vai nhưng mà đã từng thích cô nào chưa? Dạ thích thì trước hồi xưa đi học về thích thì thích nhiều, nhưng mà bây giờ những người đó có chồng có ấy có con này rồi, có một Nay mà là lại nay là được được gọi đi phỏng vấn nên là ăn mặc chỉnh tề tươm tất đấy đúng không, lên hình đấy đúng không? em nghe thông tin chương trình báo tin là em xin nghỉ bảo vệ nên hôm nay em ở nhà chuẩn bị đấy. Ôi trời ơi, vậy là sẵn sàng để lấy vợ rồi, thế chuẩn bị được cái gì để lấy vợ rồi? Dạ em chuẩn bị được tiền với nhà rồi đất rồi, nói Trời chung đi ơi, làm vậy bảo hả? vệ. Dạ đi làm bảo vệ dân dùng được một số vốn để cưới vợ đấy ạ. Ôi trời ơi, thế mà lại chưa có cô nào lọt vào mắt xanh nữa à? Tại vì người ta không thích em thì em thích nhưng mà người ta không thích thôi à. Rồi Quyền có hát hò gì được không? Được ạ. Rồi hát tặng các chị một bài nha. Dạ em hát một đoạn trong bài hát là em có hiểu lòng anh, để mong một người nào đó hiểu được nỗi lòng của em. Rồi, ok. Em xin bắt đầu hát ạ. Hồi đã sân rêu bao nhiêu năm, tình anh cũng bấy nhiêu tình muôn thuở. Đêm vắng sân ga ta khuya lên kêu réo rang, hỏi tại sao em có hiểu lòng anh. Em hát câu như đó được không chị, hay là hát hết bài luôn Rồi chị? được rồi, thôi được rồi, cứ chuẩn bị năng lượng để khi nào lên sân khấu thì hát nguyên bài nha. Vâng, Hình mẫu bạn ok gái đi. Rồi bây giờ mong muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào nè? dạ em tìm người bạn gái chúng là đẹp xấu thì em không quan trọng, nhưng mà cái tính tình và cái nết na tốt là được ạ. Và là cái sở thích của em tìm người yêu của em là người nào mập cũng được ạ, chứ ổn thì không thích mày ạ. Người À thích cái vợ nào mập mập à? là được ạ. Rồi. Mập mạp là được ạ. Rồi. Quyền là cao 1 mét bao nhiêu? Dạ em cao 1m6 ạ. Rồi thần tượng khá bảnh hay sao mà lấy nickname là Quyền khá bảnh vậy? Dạ đúng rồi, em thân tượng anh khá phải, tại vì em người cuộc đời em mà sao mà được như anh khá bận, em làm chuyện tốt như anh khá bận, chuyện tốt cho đời như anh khá bận về. Em thân thường anh khá bận nên em lấy biệt danh của anh. Ok, rồi tiếp miêu tả về bạn tiếp đi bạn nữ, ví dụ như bây giờ bạn gái chẳng may lỡ một lần đò rồi có ok không? Dạ Ba cũng mẹ có ok, chịu không? Ba mẹ có dạ chịu chịu, không? dạ chịu luôn à, nhưng mà quan trọng là người bạn gái là có chịu em không, cái điều quan À trọng với quá, em có chịu bạn ấy không thôi, bạn ấy tụi chị sẽ lo cái phần là bạn ấy có chịu em không, mà quan trọng là em có chịu người đã từng ly hôn không? dạ chịu à. Nói chung là người từng ly hôn, tại vì cái đó là do duyên kiếp mà
không đúng người, không đúng địa điểm nên là đã đổ vỡ, nên biết đâu đến với em nó đúng người đúng địa điểm này được hạnh phúc về sau mãi mãi sao được à? Họ mang theo đứa con được không? Dạ cũng được luôn à, dạ đó. Con chúng là con nào cũng là con mình hay là có người ta con nào cũng là con thôi à. Là ba mẹ chịu luôn hả? Dạ đúng rồi, ba mẹ chịu luôn à. Rồi dạ, okay. Thì có con người ta rồi sau này mình có con của mình rồi thì càng đóng vui hơn thôi à. Ừ rồi ok. Rồi quê quán công việc của bạn gái thì sao nè? Dạ nói chung là bạn gái này, nếu mà có việc làm thì cũng tốt, không có việc làm thì về đấy rồi em đi làm bảo vệ khu công nghiệp, em biết nhiều công ty rồi xin cho vợ vào làm công ty cũng được à. Dạ rồi cứ có công việc là được đúng không? Dạ không có công việc cũng được thì cưới nhau về rồi thì tính toán công việc làm ăn kỹ càng hơn. Ừ. Ở gia đình em thì ba mẹ làm công việc gì? Dạ, ba em thì giờ ở nhà là mở dịch vụ giữ xe đám tiệc, ai kêu trực ban giữ xe thì đi giữ xe đám tiệc rồi vậy, đám cưới sinh nhật rồi dịch vụ giữ xe. Còn em là làm, tay phải là làm bảo vệ khu công nghiệp, còn tay trái của em là đi giới thiệu đất đai làm bên bất động sản. À, môi giới đất đai nữa đúng không? Dạ đúng rồi, môi giới đất đai. Vậy là cũng manh mẹ chứ đúng không? Vậy mà đi môi giới đất đai mà không gặp được cô nào để tán tỉnh hả? Không có được cô nào có thì em lại càng hạnh phúc càng sung sướng rồi. Chứ em lại chăm sự nhờ chương trình cố gắng gắn kết cho em được một người nào đó để đi để hết cuộc đời mình. Rồi ok. Ok Huyền nha, rồi cứ sẵn sàng tinh thần, giấy tờ đầy đủ, chuẩn bị tinh thần lên chương trình nha. Nếu có gì là chương trình sẽ liên hệ với em để báo về thời gian khi mà có bạn gái phù hợp nhá. Dạ thì em trong chương trình đến này em được lên chương trình sớm sớm, em mà được lên chương trình là bạn bè và anh chị em trên cả nước Việt Nam đều theo dõi truyền hình này, mời truyền hình để xem. Ok rồi, cảm ơn.